Còn giả sử con mang hoặc con trồn nha các bạn nhé. Đó. Này các bạn thấy không? Thế là này. Đó. Rất hiệu quả nha các bạn. Rít chặt luôn này. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách chế một cái bẫy chuột thành một cái bẫy hoang, bẫy mang nha. Bẫy chuột mà không cần mất nhiều tiền nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn chế cho các bạn loại như thế này nha. Tí mình sẽ test cho mọi người xem luôn. Chế xong mình sẽ test cho mọi người xem luôn nha. Đây. Đầu tiên các bạn kiếm cho mình thép cứng nha các bạn. Thép cứng này tầm dài khoảng 30. 30 với đoạn này thì này nha. Chỗ này là thì cái đoạn này kéo lên là 30 nha các bạn. Lên tới đây là 30. Còn từ dưới đây thì tầm 28 từ đây nha. 28 hoặc 29 vậy đó. 30 cũng được, tùy các bạn thích làm thế nào mà làm. Đây. Đây nha. Đầu tiên các bạn lấy cho mình một cái kìm. Cái kìm trước đây. Bạn cần cái kìm như thế này nhé. Các bạn đo tầm 30 cm. Tầm đây. Các bạn bẻ xuống cho mình. Các bạn bẻ cong như thế này nhé. Rồi các bạn nhét vô đây. À, có cái lỗ này nè các bạn. Đó. Các bạn nhét vô hai cái lỗ đây. Các bạn quên mất, các bạn phải bẻ cái này lên nữa nhé. Bẻ cái này lên tí. Cho nó cong cong như thế này này các bạn. Sau các bạn đút cái này vô. Giờ các bạn nhét lên đây trước nha, các bạn bỏ trên này trước cũng được, xong các bạn đóng vô nha. Mình như thế này cũng được nha các bạn. Giờ các bạn đóng lại cái này để mình đóng trước đấy nha. Đây các bạn, mình đã đóng xong rồi này. Đó, đây là phần bạn này là 30 nha các bạn. Từ đây lên tới đây là 30. Giờ tiếp tục cái dưới này nữa nha các bạn. Cái ở dưới này kiểu như là cái này này. Giờ tí nữa mình bẻ vô đây. Và các bạn kẹp thôi này. Mình nhấn thế này thôi. Đấy. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục lấy cây này. Các bạn bỏ đây. Xóa qua cái lỗ này này. Đó, thấy không? Để các bạn làm nha. Còn nếu các bạn không muốn xỏ qua cái lỗ này thì các bạn lấy dây cột cũng được, cột lại đoạn này cũng được. Còn mình thì mình sẽ xỏ qua nha. Đây các bạn, các bạn xỏ qua như thế này rồi các bạn đóng này xuống nha. Để mình ra cái mình đóng xong rồi mình chế, rồi các bạn mình quay cho các bạn xem nha. Đây các bạn, giờ mình đóng xong rồi. Đây không? Đây nha. Các bạn chỉ cần lúc tí nữa mình sẽ
hướng dẫn cho các bạn cách đặt luôn nha. Đơn giản thôi nha. Các bạn làm cho mình một cái các bạn làm cho mình một cái móc gì này. Đấy. Bật nha các bạn. Các bạn làm cho mình một cái móc kiểu này. Móc kiểu này nhé. Đây các bạn. Sau đó các bạn cột dây vô đây. Cột như mình này. Thì mình tháo ra cái này cho các bạn xem. Ai đam mê bẫy mà không muốn dùng bẫy cặm á thì đỡ bị thương thì dùng mấy cái này, khỏi dùng cần nha các bạn. Dây mình cột này. Đây, xem các bạn. Đây là mình thì mình chịu khó đan cái vòng này luôn nha các bạn. Đan vòng này thì nó nhạy hơn. Đấy. Các bạn cứ làm cho mình một cái cây như thế này. Đây là cái bẫy mình đã chế sẵn rồi nha. Mình đi đặt cũng được nhiều đó các bạn, chắc cũng hơn chục con trồn hương đó. Đây con hoảng cũng chín nha các bạn. Con hoảng trên mình gọi là con măng, còn trên dưới các bạn không biết gọi tên gì chứ mình là gọi con măng. Đây các bạn kéo lên thế này, thấy không? Các bạn xỏ qua đây. Đấy. Mình lấy cái bàn đặt. Đây. Các bạn hình dung ra cho các bạn. Đây nha. Đây là bản đặc của nó, bẫy nó nè. Khi con măng mà hoặc là con trồn mà giẫm cái là cái này bật xuống. Đó. Cái này là bật xuống nha các bạn. Và cái này sẽ bật lên. Rồi nó sẽ dứt lại chân nó chỗ cái vòng dây đây nè. Rồi, giờ tí nữa mình sẽ đặt cho các bạn xem, rồi các bạn cứ thế mà làm theo mình nhé. Cứ từ đây là 30 bằng một cái kẽm cứng 30. Cái này tầm 29 đi, 29. Xuống đây bên dưới là 29. Đây là cái mình đã chế sẵn rồi nha. Còn cái này thì mới chế. Cái này còn phải cột thêm một cái cây với lại một cái dây kẽm, một cái dây thép, một cái dây bẫy nữa nha. Đây, đơn giản thôi nha. Bẫy chế kiểu này thôi mà vừa hiệu quả mà vừa không bao giờ bị thương nha các bạn nha. Để mình để mình đặt bẫy cho các bạn xem. Đó, khá là mặn, bẫy chuột đây mặn lắm nha các bạn. Đây là cái bàn đập nha các bạn, mình quên quay cho các bạn hồi nãy. Đây là cái bàn đập mình chế tùy theo các bạn làm vòng nha. Các bạn làm vòng bao nhiêu thì các bạn làm cái bàn đập to bấy nhiêu. Giờ mình sẽ ra đây. Chỗ này mình có đào sẵn một cái lỗ ra này nha. Thế nữa nó sẽ ở như thế này này các bạn. Bàn đập sẽ ở như thế này. Các bạn lấy cho mình một cái cây. Thì bàn đập sẽ ở như thế này. Các bạn lấy cho mình đóng một cái cây vô đây. Các bạn có cái lỗ này. Các bạn bỏ vô cái lỗ đây. Bỏ vô cái lỗ. Đấy. Và mình sẽ đặt đây nha các bạn. Từ đây mình cũng đóng sẵn một cái cây chặn đây. Nhô lên. Các bạn chặt cho mình một cái cây chặn như thế này nha. Rồi giờ mình sẽ đặt cho các bạn xem luôn nha. Đây nha các bạn.
sẽ bày cho các bạn xem nha. Thì mình sẽ đóng lại cái lỗ cũ đây nha. Thế nữa nó sẽ như thế này nha các bạn. Các bạn đóng vô. Ok. Kéo lên. Đây, các bạn móc qua đây. Mình nhấn thế này thôi nha các bạn. Các bạn kiếm thêm một cái cây nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn xỏ qua đây cho nó cứng nha. Cho nó giữ được cái bạn đặt chuẩn. Thấy không? Còn cái dây này cột vô cây nha các bạn. Các bạn xóa qua đây. Đây. Đây là cái vòng mình nói hồi nãy này. Đó. Các bạn ấy sao cho nó nói là được nha. Đây mình sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn đặt vô lỗ đây nha. Các bạn nha. Giờ mình đó, thế này thôi nha các bạn. Xong rồi này, giờ mình sẽ bật cho các bạn xem này nha. Thì khi con chuột muốn đi từ bên này hoặc bên này, hoặc bên này cũng được nha. Là các bạn lấy cho mình một cái lá hoặc cái gì á, các bạn tú. Các bạn tú sao cho nó đỡ thấy bẫy là được nha các bạn. Các bạn tú cho nó hay tí. Đây, con chuột đây là cái cây của mình này. Đi này. Nó rất là nhạy nha các bạn. Đó. Không, rất mặn nha các bạn. Chín rồi này. Hồi nãy là mình ấy bên này nó bật lên tới đây luôn. Mặn thấy không? Rất là mặn nha. Giờ mình sẽ gài lại cho các bạn xem một lần nữa nha. Rất là mặn. Đây nha các bạn. Các bạn kéo đây lên. Vòng qua lỗ đây. Kéo đây. Đấy. Rồi mình sẽ đi kiếm cái gì tú cho các bạn xem nha. Mà thôi, các bạn tự tú đi. Giờ mình sẽ lấy cây mình chọc vô đây để nó bật cho các bạn xem. Đây, còn cái dây thừa đây là các bạn cột vô một cái cây nào nha. Để một khi dính chồn thì còn giữ được cái cây này. Đây, mình sẽ lấy cây này nha. Mình đi tới bên này. Các bạn nhìn kỹ nha. Các bạn thấy cây này chưa? Chồn giả sử con mang hoặc con chồn nha các bạn nha. Đó. Này các bạn thấy không? Rất là này. Rất hiệu quả nha các bạn. Rít chặt luôn này. Thấy không?
kéo ra không được luôn đó. Nó càng quậy thì nó càng rít nha, làm cái vòng này nó càng quậy nó càng rít này, nó không có kéo ra được nha các bạn. Rất đơn giản nha. Còn các bạn nào chưa biết thì cứ vào xem rồi học theo. Một ngón tay đây thôi mà cũng dính được này, rít chặt luôn này, không rơi không rớt luôn này, không? Rồi nha. Thế hai nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, để mình còn hướng dẫn nhiều cái bẫy khác cho các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn nha.